mưa quá hay gì trong đây lầy dữ vậy ông chính? Hay là nước lên? Nước đập. Ai vậy? Đây có đồ đựng rồi. Hình như cá rô cái sặc nó ăn nó thích mồi trùng hơn là tôm ha ông chính. Cái đó thì nó mắc công quá, phải đi bắt rồi đi chiên tùm lum hết. Nó có gì mình chơi nấy cây nhà lá vườn đi. Cái câu nhỏ phải không? Dạ, lưỡi nhỏ. Lưỡi cá rô rồi đó. Đó, trời ơi, quá trời. Nó cảm ứng nhiều trùng dữ lắm. Còn con này là con lưỡi chút xíu à. Dễ hả? Coi nước ít quá thì kéo lại cái cục chặn cho phao kìa. Mình phải để phao nó sẽ phải cứ kéo cục chặn phao. Ở trong nhiều lắm á, mà tại mình không có đi vô trong nữa, ở trong quá. Cách mấy bữa là mình hay cuốn bánh tráng đồ không? À đúng rồi, cái đó ngon mà. Rồi lên hay quá. Trả lên cái lồng tao. Không á,
cây có chút xíu hả, mà trái quá trời, cái bự bự không, nó nghiêng cây luôn kìa, nghiêng gốc luôn. À, trái khủng không, ghê thiệt. Đây là những trái bưởi chuẩn bị cho mùa Tết nha. Bưởi da xanh, Bến Tre. Cái bưởi chín là có rồi. Đã ha. Ôi, nó to. Da căng rồi. Da căng rồi. Bóng rồi, bóng rồi. Đó, chín vàng rồi nha. Có rồi, trời ơi. Đó trời. Chín chọn cây nhìn mà chết rồi đây, cây chanh hả? Đâu ráng hả? Ừ. Sao bây giờ? Là mấy cái lá non vậy. Chứ không bứt, không bứt nguyên cọng hả? Bứt nguyên cọng nó già. À. Bẻ ngang đi rồi về mình bứt sau vậy. Đó bẻ như ông chín á, xong về bứt sau. Bẻ ngang. À. Đây nữa nè. Đây nè. Cải trời. Đúng rồi, cái này là cây rau cải trời. Giật hơi mạnh tay lên xíu. Hay không? Ồ, vậy là không được rồi, hồi nãy mình thả con cá đó bậy rồi, không tông hết trời rồi. Thấy không? Nhìn nhìn gần gần là biết nó ăn rồi. Thôi vậy là mình bắt. Giờ hay thả xuống không? À, nắm cho. Rồi, dính thả. Mẹ ăn đi, còn không ăn nữa làm bạn nó với nó luôn đi. Cái bổ rau này là có 4 loại rau nè. Cái này là rau rán ha, trồng rau rán nè. Cái này nhãn lòng. Cái này là trồng mùi tơi, ý là cái gì? Cải trời. Cải trời, trồng mùi tơi. Với lại đâu rồi, cái lá bên trong người ta nói đây. Lá cách. À, lá cách này mình luộc ăn cũng ngon, nấu canh cũng ngon. Ăn với bánh xèo. Ăn với bánh xèo thì ăn xong. Sôi là mình sẽ ụt mở vô cho nó xanh. Dạo này mất ngủ nên phải hái nhãn lồng, ăn nhãn lồng nhiều nhiều vô. Quệt lại kho quẹt nè. Ăn với cái này thì nó có tác dụng an thần mà, dễ ngủ mà. Rau nhãn lồng. Ở miền Đông người ta kêu chùm bao chứ không phải kêu nhãn lồng đâu. Đúng rồi. Chùm bao. Trái cũng ăn được luôn. Đúng không? Rất thơm á.
bốn loại rau á nó xa lại nhau á, bốn cái mùi thơm. Thì mình tự nấu mình phải tự khen với nhau giờ. Nó thơm thiệt mà. Mấy trái ớt mà mình ngâm nước mắm rồi nó quéo lại cây. Nó cay cực kỳ luôn nha, thà nó thấm nước mắm vô nó đỡ cay. Ngon được. Cái món mình há là phải 4-5 loại rau này nè. Ăn đỏ ngán luôn. Ăn đỏ ngán, dạng cặp tràn á. Ừ. Làm miếng rau sống cũng ngon. Con ớt ngâm nước mắm mà nó quéo quéo lại ăn cay ghê. Nó không thấm nước mắm. Gần Tết thì mình mua thêm khoảng tầm 2-3 lạng ớt á, hai loại. Cái mình ngâm thêm lần nữa mình ăn Tết là vừa. Làm thêm cái gì ta? Hành tím á chồng. Hành tím ngâm. Cũng ngon. Rau rán ngon ha. Còn rau rán này còn nhỏ nữa nè. Thơm. Cái này chấm mắm kho quẹt cũng được nữa.